YouTube thả ga chỉ với 9K. Vô địch trong mắt người hâm mộ. À, vô địch trong lòng người hâm mộ là được rồi. Không vấn đề gì. À. Ê, cả nhà ơi. Chúng ta về nhì giải nhưng mà là vô địch trong lòng người hâm mộ. Không? À, không có gì là bóng đá thì có thắng có thua và có vô địch. Có thứ nhì nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta giải cống hiến. À, vô địch trong lòng người hâm mộ. Vỗ tay. Hoan nghênh tất cả các con nhá. Tiếp tục cho mùa giải sau. Và bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Nha. Rồi, sẽ còn cái thưởng ca yêu nhau đích ở đây làm chứng. Rồi, vui vẻ nhá. Nghỉ ngơi các... YouTube thả ga chỉ với 9K.